đã quay lại với channel của mình, thì lại là mình em đây. Trong video ngày hôm nay thì cũng sẽ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái video tổng hợp về ấn tượng của mình đối với xứ sở chuột túi. Thì năm trước mình cũng làm cái video về châu Âu đó, tức là nước nào mình đi rồi, mình sẽ làm cái video sau cái vlog chính để mà cho các bạn biết nhiều hơn về đất nước mà mình đã đi qua. Để phải nhắc đến đầu tiên thì có thể đó chính là thời tiết cũng như là khí hậu ở đây. Bởi vì mình đi ở bên Việt Nam là mùa hè, qua bển thì thời tiết nó sẽ trái ngược lại, tức là mùa đông đó các bạn. Thì hồi đó tới giờ thì mình không có đi cái nước nào mà nó quá lạnh như là nước Úc. Thật ra nó cũng không có lạnh tới mức mà âm đâu các bạn. Buổi sáng thì chừng 13-14 độ, ở buổi chiều thì dưới 10 độ, là 9-10 độ đó các bạn. Cũng không có tới nỗi quá lạnh mà để làm cho mình phải cống, trừ khi mà các bạn đi ra một cái chỗ nó quá là đồng không mông quạnh thôi. Và có một điều nữa là không khí ở đây tuy lạnh, tuy mưa gió bão bùm gì đó mình không cần biết, nhưng mà không khí vô cùng fresh. Nói chung là mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà các bạn sẽ thấy có một cái cảm giác vô cùng dễ chịu khi mà đi ở nước Úc luôn á. Hồi đó trước khi mà mình đặt chân đến xứ sở chuột túi thì mình có nghe mẹ mình nè, hoặc là bạn bè, người thân, báo chí này nọ bla bla, nói là người Úc họ rất là thân thiện, kể cả dân nhập cư vào đây họ sống họ cũng bị ảnh hưởng các bạn. Thì họ rất là thân thiện, họ sẽ sẵn sàng cười với chúng ta, giúp đỡ chúng ta mỗi khi mà chúng ta gặp một cái gì đó khó khăn khi mà đến nước của họ. Thì sau khi mà mình đã đến thì mình có thể biết đây là một cái điều thật sự rất là đúng luôn á. Bởi vì mình đi đâu nè, mỗi khi mà người ta cười, ý là người ta rất là hay cười với mình luôn á. Mỗi khi mình nhìn người ta vậy nè, thay vì ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không có một cái trạng thái nào với nhau, thì họ sẽ cười với mình trước, sau đó thì mình sẽ cảm thấy họ thật là friendly, họ thật là vui vẻ, xong mình sẽ cười lại đó, hay là cười qua cười lại, làm cho một ngày trở nên vui vẻ hơn. Ấn tượng thứ ba là một điều mà mình thật sự rất là buồn luôn các bạn. Nó không phải là một ấn tượng quá tốt, tại vì trung tâm thương mại ở đây thì nó đóng cửa rất là sớm. Các bạn có thể biết là 6 giờ nó đóng cửa rồi đó. Trong khi trung tâm thương mại ở Việt Nam ta thì 10 giờ, 9 giờ nó mới đóng cửa lận. Trong khi bên đây là sau khi mà mình đã đi tham quan tất cả các địa điểm về thì đã rất là muộn, 7 giờ luôn, và mình không có cơ hội để mà đi qua trung tâm thương mại mua đồ cũng như là khám phá và quay phim ở trong trung tâm thương mại, cho nên mình rất là cay cú luôn á. Có cái ngày nào mà dành riêng cho shopping cũng như là cái ngày mà lương về cho người Úc thì nó mở được tới 8-9 giờ cũng là một cái điều rất là mừng rồi đó các bạn. Tèo teo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bay qua cái thứ tư nha. Thứ tư thì chắc là cái sự an toàn ở đây các bạn. Mình không có thể thấy được là ở đây có quá nhiều công an đứng ở đường tạo cho mình cái cảm giác là an toàn, nhưng mà các bạn có thể cảm nhận được một cái lớp bọc an toàn ở đây. Mình cũng không biết giải thích làm sao, nhưng mà nó thật sự gây cho mình cảm giác là vô cùng an toàn và vô cùng safe luôn. Để nói về những điều mình thích ở Úc mà bỏ qua cảnh đẹp thì quả là một thiếu sót vô cùng sai lớn đó các bạn. Cho nên là mình không thể nào bỏ qua được. Để mà nói về những cảnh đẹp mà đã được công nhận nè, là danh lam thắng cảnh thì mình không nói tới đi ha, bởi vì nó đã quá đẹp rồi. Nhưng mà các bạn đi trên con đường này, các bạn nhìn ra phía trước, nhìn hai bên, nhìn trên bầu trời xanh, nhìn đằng sau, hay các bạn nhìn đi đâu thì nó cũng rất là đẹp, vô cùng đẹp. Và các bạn có thể cảm nhận được một cái sự trong lành ở đây luôn á. Để nói về động vật thì mình cũng không biết diễn tả nên là như thế nào luôn, bởi vì động vật quá là đa dạng luôn các bạn. Không cần các bạn phải vào zoo, không cần các bạn phải vào farm, hay là các bạn phải vào thủy cung, thì các bạn đi ở ngoài đường các bạn cũng thấy rất là nhiều cái con rất là dễ thương luôn á. Nó đậu trên cây nè, đậu trên cục điện nè, rất là nhiều. Và khi vào farm thì mình cũng gặp được rất là nhiều những cái con vô cùng mới lạ mà hồi đó giờ mình đi những nước kia cũng như là ở Việt Nam mình chưa gặp luôn á. Nếu mà bạn nào thắc mắc thì các bạn có thể vào cái vlog chính của mình và xem nha. Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.